ngày 5 tháng 5, trả lời tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng, giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine nằm ở bình diện địa chính trị. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov chỉ rõ rằng, xung đột ở Ukraine không thể giải quyết thông qua đóng băng đường dây liên lạc ở Donbas, giải pháp nằm ở bình diện địa chính trị. Tất cả đều hiểu bản chất địa chính trị của những gì đang xảy ra và rằng nếu không giải quyết được vấn đề địa chính trị chính, đó là mong muốn duy trì quyền bá chủ của phương Tây và ra lệnh cho mọi người bằng tất cả ý chí của mình, thì không thể giải quyết bất kỳ cuộc khủng hoảng nào ở Ukraine và các khu vực khác trên thế giới. Ông Lavrov lưu ý rằng, trong kế hoạch hòa bình của Trung Quốc, Ukraine chỉ được đề cập trong tiêu đề và tất cả 12 điểm còn lại đều dành cho các vấn đề địa chính trị toàn cầu. Theo Ngoại trưởng Nga, nhà lãnh đạo Ukraine bị điều khiển, do đó tất cả những vấn đề này không thể được giải quyết với ông ấy, mà với những lãnh đạo từ bên ngoài. Bộ trưởng Lavrov nhắc nhớ rằng, Nga sẵn sàng đối thoại với phương Tây từ lâu. Các đề xuất về đảm bảo an ninh của Nga đã được đưa ra vào năm 2009 và lần cuối cùng được gửi tới trụ sở của người Mỹ và NATO vào tháng 12 năm 2021. Phương Tây đã từ chối một cách ngạo mạn, nhưng không thể không nói về chủ đề này và giải quyết tất cả những vấn đề này, từ việc quay trở lại các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, trên hết là nguyên tắc bình đẳng chủ quyền của các quốc gia. Nhà ngoại giao Nga tuyên bố, sớm muộn gì thì việc này cũng sẽ diễn ra. Trong diễn biến liên quan, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của EU Joseph Borrell tuyên bố rằng, chỉ có một kế hoạch hòa bình duy nhất cho Ukraine, kế hoạch của ông Zelensky. Ông Borrell kêu gọi nhìn vào thực tế và phải hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Ukraine. Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Ukraine đã trình bày một công thức hòa bình. Nó bao gồm an ninh năng lượng và lương thực, rút quân, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và trả tự do cho tất cả các tù binh. Nga coi các điều kiện của Ukraine để bắt đầu đàm phán là không thực tế. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.